Thưa quý vị, hôm qua và hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tổ chức hội thảo giới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trong tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu những điểm mới về nội dung, cấu trúc và định hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới của hai bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Đây là một trong những bộ sách sẽ được đưa vào sử dụng chính thức trong nhà trường từ năm học 2022-2023, thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã xây dựng kho học liệu phong phú đa dạng, giúp giáo viên dễ dàng khai thác và vận dụng trong quá trình dạy học. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre đã chuẩn bị triển khai và tổ chức chọn sách giáo khoa mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023. Theo kế hoạch, sẽ tổ chức bồi dưỡng tập trung, hướng dẫn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đối với các môn học, hoạt động giáo dục đã được cơ sở giáo dục lựa chọn. Đối tượng bồi dưỡng là tất cả giáo viên dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục. Tổ chức bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp theo các lớp học tương ứng với các môn học, hoạt động giáo dục đối với từng bộ sách giáo khoa tại địa phương cho tất cả giáo viên được phân công giảng dạy.